dùng một emoji để nói về kinh nghiệm tình trường của mình. Chứ yêu lần nào biết là làm sao. Tại sao đến giờ tôi vẫn độc thân? Tại sao đến giờ tôi vẫn độc thân? Ai khóc nỗi đau này. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Nếu có mascot cùng bảng đi chơi, bạn sẽ muốn đi đâu? Đây, mình từ chỗ này nha, mình từ chỗ đi chơi, nhưng mà người ta mặc cái bộ đồ này không có đi chơi được. Nha, ở nhà thôi nha. Nếu lưu danh bạ các mascot trong điện thoại, bạn sẽ dùng emoji nào? Thì tôi chọn cái trái tim màu đỏ, đúng không? Màu đỏ. Rồi ví dụ như là bạn nhím thì mình chọn màu đen. Đó. Ví dụ bạn có bạn thỏ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tự phá và phạt mình 3 cái. Bạn nghĩ gì về phần trình diễn của các mascot cùng bảng? Mọi người đều làm rất là good và giống như là mình chỉ biết khen và thả những icon tuyệt vời như vậy thôi. Dùng bay emoji để nói lên tính cách của mình. Lời chảy nhớt. Tôi thương mọi người nè. Chắc ta muốn nghĩ là một người khá là lạnh lùng, bí ẩn nhưng mà vẫn hay tươi cười mọi người. Nếu lưu danh bạ các mascot trong điện thoại, bạn sẽ dùng emoji nào? Tôi sẽ chọn cái trái tim màu đỏ, đúng không? Màu đỏ. Rồi ví dụ như là bạn nhím thì mình chọn màu đen. Đó. Ví dụ bạn có bạn thỏ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tự phá và phạt mình 3 cái. Thì mình chọn thỏ nè, đó trời dễ hiểu quá, còn gì nữa. Mọi người biến thành con gì thì mình lưu hình con đó là dễ nhất. Dùng một emoji để nói về kinh nghiệm tình trường của mình. Chứ yêu lần nào biết là làm sao. Tại sao đến giờ tôi vẫn độc thân? Tại sao đến giờ tôi vẫn độc thân? Ai khóc nỗi đau này. Đến giờ ăn mà chưa được ăn thì bạn sẽ như thế nào? Đây, trời ơi, tôi thấy cái emoji này nãy giờ rồi. Đó chính là một sự rất sợ mà nấu sợ nha mọi người nha. Rồi, sáng giờ chưa được ăn nha. Tâm trạng của bạn khi bị bạn bè hiểu lầm. Tôi đâu có nói gì với bạn bè đâu mà hiểu lầm. À đây, really? Bà chắc chưa? Bà chắc là bà hiểu chưa? Nếu có mascot cùng bảng đi chơi, bạn sẽ muốn đi đâu? Đây, mình từ chỗ này nha, mình từ chỗ đi chơi, nhưng mà người ta mặc cái bộ đồ này không có đi chơi được. Nha, ở nhà thôi nha. Bong bóng trái tim xanh tượng trưng cho những tình cảm đáng yêu. Trong lần phút đầu, chúng tôi đã chuẩn bị cho mỗi bạn một bong bóng để mạnh dạn bày tỏ tình cảm với nhân vật khiến bạn ấn tượng nhất. Bấm vào tay, lúc mà hát xong bấm vào tay TV thì bấm thấy là bộ đồ của Phượng Hoàng rất là đẹp. Nên là thôi là chắc mình sẽ chia cho bạn nhím đi. Chia cho bạn nhím đi. Gì vậy? Thật ra là tức là mình thích bộ đồ của bạn Phượng Hoàng Lửa, nhưng mà mình gửi cho bạn nhím tại vì mình cảm thấy là bạn nhím, mình cảm giác nha, về cái bộ đồ hay nha, là mình cảm giác bạn là một người rất là gai góc nhưng mà cũng rất là nội tâm á. Hay hy vọng là mình cũng có thể là gọi là chia sẻ với bạn, hy vọng là bạn sẽ gọi là sẽ vui vẻ hơn. Cảm giác về bộ đồ thôi nha, còn không biết con người thật đằng sau như thế nào. Nhưng mà mình cảm giác là mỗi bộ đồ nó đều thể hiện cái tính cách của cái người mặc á. Nên là bấm nghĩ là bạn nhím sẽ là một người rất là cần được sự gọi là sự chia sẻ từ mọi người. Nên là cái bong bóng đầu tiên này, hy vọng là sẽ có nhiều bong bóng khác để gửi cho mọi người nữa. Nhưng mà bong bóng đầu tiên này muốn gửi cho bạn nhím trước. Chúc bạn nhiều may mắn. Phượng Hoàng Lửa xứng đáng có được rất nhiều tình cảm và sự yêu thương của nhiều người, bởi vì đây là một giọng hát phải nói là trên cả tuyệt vời, đem lại cho người nghe, mặc dù mình không có nghe trực tiếp ở ngoài hiện trường mà mình vẫn có rất nhiều cảm xúc với bài hát này. Mình đoán được là ai nghe chưa? Nhưng mà mình nghĩ là đây chỉ là một chút tình cảm mình gửi đến cho Phượng Hoàng Lửa thôi, chứ mình cũng không nghĩ là sẽ làm gì với nó. Chỉ là mình gửi đến một chút yêu thương, một chút tôn trọng, respect. Đơn giản vậy thôi. Hy vọng là có thời gian mình chơi với bạn. Bạn cho mình chút lửa. Để mình sẽ trở thành nhím lửa. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam, lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.